Sau những trận đấu đầu tiên tại vòng bảng FIFA U17 World Cup 2023, chúng tôi đánh giá rất cao mặt cỏ của ba sân vận động Gelora Bung Tomo, Manahan và Sijalak Harupat. Trong đó, mặt sân Sijalak Harupat tại Bandung được chấm điểm cao nhất. Mặt cỏ Sijalak Harupat đã thể hiện khả năng thoát nước tuyệt vời sau trận mưa lớn tại Bandung chiều qua. Hoàn toàn không có vị trí bị đọng nước trên mặt sân này trong thời điểm cơn mưa nặng hạt chút xuống. Dù trận đấu bị hoãn một thời gian ngắn vì mưa ảnh hưởng đến tầm nhìn của các cầu thủ, nhưng ngay khi lượng mưa giảm đi, trận đấu đã có thể bắt đầu lại ngay lập tức. Cảm quan về mặt thị giác của mặt sân Sijalak Harupat cũng rất tốt, các sọc cỏ được tạo nên rất đều đặn và đậm nét. Chứng tỏ đội ngũ chăm sóc mặt cỏ sân vận động này đã làm việc rất hiệu quả trong thời gian qua. Trái ngược với Sijalak Harupat, mặt cỏ tại JIS lại được chấm điểm thấp nhất. Có lẽ vì thời gian chuẩn bị quá gấp gáp, mặt sân này vẫn chưa đủ thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Không khó để nhận ra mặt cỏ JIS khá loang lổ, với màu sắc không đồng đều, dù đã được gia cố bằng các sợi tổng hợp bởi máy khâu chuyên dụng, nhưng nhiều khu vực có vẻ còn rất yếu nên lộ cả nền sân. Mặt sân cũng chưa thực sự bằng phẳng. Rõ ràng đây là một sự ra mắt không thực sự hoàn hảo cho sân bóng đá lớn nhất Đông Nam Á hiện nay. JIS sẽ phải đối diện với mật độ dày đặc các trận đấu trong những ngày tới. Đó sẽ là thử thách thực sự với mặt cỏ sân vận động này.